Thế là con chỉ bà hết. Chào bà nhá. Bà cứ vào trong này. Cái xa thì sao? À, thế. Con bà đấy. Thế với đoàn mình như này, đây là bà Nịnh Thị Điều. Ở Vũ Một. Cũng Vũ là Vũ Một. Vũ Một. Linh Linh Thị Điều. Nịnh Nịnh. Linh ạ. Nịnh Thị Điều. Nịnh là thấp ạ. Vâng, là thấp ạ. Kiểu Linh Linh hot ấy à? Linh hot. Đúng rồi. À, gì đâu vậy? Sư Lịnh. Bà có mấy con cái thì nó lấy chồng không là nó có rể nó làm nhà ra làm kia rồi. Trước ở trong này nó ra kia rồi. Bây giờ bà là ở đây mình thì trước thì ở cái nhà tranh trên này cái ụp sụp quá sắp đổ rồi thế là được hỗ trợ của tỉnh độ. Thế này bà con nhân dân xóm trò xóm đóng góp chính quyền đó là xây được cái nhà nhỏ nhỏ cho bà ở đây. Thì bây giờ bà sống một mình. Bà năm nay bao tuổi? Bà năm nay là thế là bà không có con à? Có con gái. Có đứa. Chẳng có rẻ. Có thằng con rẻ ở kia. Thì giới thiệu bà người thế. À, bà bao bao tuổi? Bà là thiện nguyện từ tâm thăm gia đình mình, thăm bà, có quà là tặng cho bà, mong bà cố gắng. Thằng như này bà cũng thấy phiền này. Đúng. Cố gắng là bà tuy có mỏi khỏe nhưng mà bà cố gắng phấn đấu lên xong rồi sống lâu để con cháu đến thăm. Nước bố rồi thì coi như là lại cũng không tiền nước bố thế này cũng thấy. Nếu con bây giờ thì bà thì thế thì bà phải chịu. Vâng. Bà cũng thấy cảm ơn mà. Là ơn đám lúc cũng như là tất cả là giám đốc viên thì anh giám đốc phân chị đúng không? Các con miền Nam con giám đốc kể cả bà cũng như là con giám đốc. Vâng, bà hôm nay chữ khải bà nhé. Lên đây chị ơi. Vâng. Khải bà. Em nên bảo là một thôi thì giờ thì bà giúp đến nơi, giúp từ lầu đến cuối. Đó, cái giúp bà này là 6 thân dương đó bà nhá. Ừ. Đấy, cháu đấy. Cháu họ. Đây cháu họ đấy. Ừ. Đây cháu họ đấy. Chỉ là những chân ở đây áo thôi. Cháu. Cháu đến đây. Cháu đến đây là bà. Bà biết làm tiền thôi. Đến bà đến hiểu biết chứ đâu. Hiểu biết mất đi hay gì mà chết. Mất việc là mình. Chứ là mang vượt mà mất. Không là quen. Bà nắm rồi đó. Không phải hỏi. 2 triệu rưỡi đúng không? 2 triệu rưỡi bên 2 là 2 triệu 7. 200 trong công việc. Không cả đấy. Tính cả trong việc. Thế 2 triệu rưỡi tất cả. 2 triệu rưỡi. Là bố già đúng là cho bà nhá. Bà nhá, tí nữa bà gọi các cháu nó về cất bà này vào nhá. Để cho bà nghĩ. Bà cất tiền đi. Tiền bà cất tiền đi. Bà phải cất rồi này, không có moi hết đấy. Thôi, chúng con còn xin gì nữa? Còn một nhà nữa. Tiền cẩn thận bà nhá. Cháu. Là cũng là cháu họ bà nhất chân là đấy cái cũng là cháu của bà mà bà cất tiền cẩn thận nhé. Con chào bà nhá. Con hai chào bà. Ai da, cái đứa nào cũng là cháu họ của tao hết à. Đấy chị đây là cháu, đây là cháu. Không lẽ chị đến không bà bảo cháu tiêm bà mũi nhỉ. Đau lắm rồi. Tiêm bà mũi. Ờ, cháu tiêm nó mũi tiêm.